Ai, để ta uống lọ thuốc đó nào. Các bạn đừng có nhìn, ta uống đây. Các bạn thấy gì không? Lọ thuốc của ta đã thành công rồi. Ta đã biến trở thành một con Enderman siêu to khổng lồ. Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình, Miu Quý Thành đây. Và chào mừng các bạn tới với video mới của mình nhá. Trước khi đến với video ngày hôm nay, các bạn nhớ giúp mình bằng cách bấm nút like, bấm đăng ký kênh và xem hết quảng cáo để ủng hộ mình chút tiền ăn lấy sức làm thật nhiều video bạn xem. Và các bạn thấy gì không? Dạo này xung quanh nhà mình lại xuất hiện mấy cái con heo từ đâu đến á. Đấy, nên là bây giờ mình tính bắt chúng nó vào làm thú nuôi của mình. Đấy, mấy nữa mình sẽ trở thành một chủ một trang trại heo. Ui, nghe chất nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà bây giờ để bắt lũ heo vào chuồng thì mình đã xây sẵn một cái chuồng kia rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ ra đây lấy mấy củ cà rốt. Chết. Đây là vườn cà rốt nhà thằng bé Nốp. Các bạn được kể với bé Nốp là mình lại lấy trộm cà rốt nhà nó nhá. Không nó lại sang nhà mình ăn vạ chết đấy. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ra dẫn mấy con heo này về chuồng. Đâu rồi? Đúng rồi. Chúng nó cứ trèo lên trèo xuống ở đây thôi các bạn ơi. Mình thấy hai con cơ mà ta. Còn một con nữa ở đây không biết chạy đâu rồi á. Thôi từ từ. Mình thử ăn củ cà rốt này trước đã. Nhom 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 nhom. Ôi, ngon phết. Đúng là thu hút lũ heo đúng rồi. Hết phải ra đằng xa xa kia dẫn một con về. Rõ ràng lúc nãy mình thấy hai con ở đây cơ. Thế mà không biết chúng nó chạy đâu rồi á. Lủi nhanh thật đấy. Heo ơi heo. Heo ơi heo. Heo ơi. Cẩn thận trượt chân rơi xuống hố nha. Heo ơi đi theo tao nè heo ơi. Đấy bọn heo rất thích ăn cà rốt các bạn ạ. Nên bây giờ mình cầm củ cà rốt nó sẽ đi theo mình. Đấy. Tăng 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 tăng. Heo này rất nhiều tác dụng, các bạn có thể thịt lấy thịt nó ăn nhá, làm thú cưỡi nhá. Đấy. Ô kìa, hóa ra là cái con heo qua kia nó trốn ở kia. Nó chạy ra đấy rồi. Đây. Rồi. Mình sẽ bắt hai con về. Đấy. Đi theo ta nào, chúng mày sẽ có nhà mới. Nhà của chúng mày sẽ là cái nhà không có nóc đâu. Ôi. Ôi 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 ôi, nhà có nóc, nhà có nóc. Ôi đừng bỏ đi, đừng bỏ đi, đừng bỏ đi nào. Hư nào. Udi, không đi theo tao thịt đấy. Udi. Đấy, đi ra ta nào. Đi. Rồi, đi. Đây. Rồi, vào đây. Rồi nhá, chúng mày sẽ ở nhà vẫn nhà không có nóc. Cú lừa chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho chúng nó ăn. Đấy, các bạn xem chúng nó làm gì nhá. Đấy, cắm đầu vào nhau, tỏm và phòi ra một con heo con. Thật là vi diệu các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chú heo con để ăn. Ăn đi, đấy, ăn đi. Ôi, thế ơi. Ăn ít thôi, bé tí mà đòi ăn lắm đấy. Bé tí mà cứ đòi mình ăn hoài các bạn. Ôi, thôi đi vào nhà nghỉ ngơi xíu. Mệt quá các bạn ơi. Trời đi ngủ vẫn cầm củ cà rốt, đúng là ngu rốt rồi. Thôi bỏ củ cà rốt ra ngủ tiếp. Xin chào tất cả các bạn, ta là Nhện Tinh. Nhện Tinh không xinh mà xấu kinh. Mẹ cha thằng nào nó nuôi heo quanh nhà của ta, quanh hang động của ta. Ta đang ngủ, mấy con heo cứ kêu biết hết cả tai. Ta sẽ ra ăn thịt mấy con heo này. Mà thôi, chắc chắn sẽ có người nào đang nuôi cái con heo này mới làm cái chuồng như thế này. Bây giờ ta sẽ cắn chích độc vào người mấy con heo này, cho mấy con heo này biến thành nhện như ta. Đấy, cho chúng nó hết kêu nhiều. Mấy con heo này, hãy ra đây, ta sẽ biến các ngươi thành nhện giống ta. Đấy, ta chích độc vào mông, chích vào mông. Mẹ cha mông thằng này thối thế. Chích, ôi, đúng là toàn lũ mông thối. Ôi. Chích. Các bạn thấy gì không? Bây giờ chúng nó biến thành nhện cả rồi. Nửa heo nửa nhện trông buồn cười vãi cả trường. Nhưng mà cái con lợn con nó không biến hóa thành công và nó bị ta nọc độc của ta nhiều quá, thế là chết mất rồi. Còn mỗi hai con heo này biến thành được thành nhện thôi. Rồi ta xong rồi. Ta đi về hàng ta ngủ tiếp đây, chúng nó không kêu nữa rồi. Lại phải về đi ngủ rồi. Hàng độc yêu quý của ta. Upa isha.
Mình đùa các bạn thôi, mình dạy từ nãy rồi. Thôi, phải ra cho lũ heo ăn để cho chúng nó mau ăn chóng lớn, mình còn bán kiếm ít xiền chứ. Kiếm ít xiền để tiêu các bạn ạ. Ô, gì đấy? Lũ heo nhà mình biến thành cái con gì đấy các bạn? Sao lại vừa heo vừa con nhện thì phải? Ôi, lũ heo nhà mình biến sao vậy các bạn ơi? Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Sao tự nhiên lũ heo của mình biến thế này? Bây giờ bán cho ai? Đầu heo, mông nhện, chân heo, chân nhện. Bọn heo nhà mình bị đột biến rồi các bạn ơi. Chúng nó ngủ với nhện hay sao mà chúng nó đẻ ra heo nhện rồi. Heo ngủ với nhện đẻ ra heo nhện các bạn ạ. À, chết rồi, quả này to rồi. Từ từ để mình xem nào. Mình sẽ thử giết thịt con này xem có ăn được không các bạn. Chứ bây giờ nó biến thành này không bán được rồi. Ôi, cái gì đấy? Gì đấy các bạn? À, ui, nó cắn cả mình các bạn ơi. Nó giải nhện vào người mình không chạy được. Giải tơ vào người mình. Ui, nó biến thành quái vật rồi. Bắt heo cho mình biến thành quái vật rồi các bạn ơi. Mình phải chạy nhanh vào trong nhà thôi. Không, đừng giết tao. Không thoát được ra rồi các bạn ơi. Chết cha rồi. Mình chết mất không? Ôi các bạn ơi, mình vừa nghịch ngu. Mấy con heo nhà mình biến thành quái vật hết rồi các bạn ạ. Mình đánh nó một cái thế là nó phóng tơ vào người mình. Mình không thể chạy được luôn, mình mắc trong tơ đấy. Thế là chúng nó đánh chết mình luôn. Được rồi, mình sẽ tiêu diệt chúng nó các bạn ạ. Cầm theo vũ khí đi nữa. Mặc thêm bộ giáp nữa. Trời ơi, không có giáp nữa, yếu quá. Nó đánh cho mình còn không kịp đỡ được mà. Rồi, mặc giáp vào. Mấy cái con quái vật này. Rồi nha, nào. Vào đây, con nữa đâu rồi? Ô, nó vẫn ra thịt heo các bạn ạ. Tức là mình vẫn ăn được thịt của nó ha. May quá, vẫn ăn được thịt. Trời ơi. Mày phóng tên vào, mày phóng tơ vào tao đúng không? Ý, tao chạy nè, đố mày phóng được chúng tao. Nó đang đuổi mình đấy các bạn. Mày, tao đấm chết mày luôn. Con heo mất dạy. Ê à, nó lại phóng tơ này các bạn ơi. Phóng tơ này. Đừng có mà tưởng ta không tiêu diệt được người. Phóng tơ cái gì mà cái đồ ngáo ngơ. Phẳng 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 ngay tiêu diệt luôn. Sợ gì. Hết cả mình các bạn. Nó xem còn con nào nữa không. Tự nhiên heo nhà mình lại biến thành heo lai nhện. Vậy các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Biết thì bảo mình với nhá. Mình chả hiểu gì cả. Buổi sáng là đã phải chiến đấu. Thôi, bực hết cả mình, tưởng có nuôi được mấy con heo để nó béo mang đi bán kiếm ít xiền để tiêu. Cuối cùng nó biến thành quái vật, chả được cái gì cả. May còn giết lấy được thịt ăn đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ cho vào bếp nướng xíu. Đó, đây, tí là có thịt ăn. Bỏ tủ lạnh để dành. Thôi, ngồi nhà làm video tí cho các bạn xem. Hôm tối không có video các bạn để bảo anh cứ thành sao lười thế. Hôm qua cũng không thấy làm video. Thôi, cởi cái áo ra đây, nóng chết được. Thôi, hẹn gặp lại các bạn sau nhá. Mình ngồi làm video đây, chứ mình đăng video cho các bạn xem. Hi, đồ ngốc. Xin chào các bạn. Ta là Bendy. Một giáo sư tiến sĩ đến từ nước Mỹ. Ta là một nhà bác học tài ba. Nhưng mỗi tội ta bị bệnh sida. Mà bị bệnh sida chứng tỏ là ta sắp chết rồi ha. Nên là ta rất buồn. Ngày xưa ta từng là một người rất là thích giết chóc. Ta đã từng có ước mơ trở thành một sát thủ nổi tiếng nhất thế giới. Ta có thể giết bất kỳ ai mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà khi ta đến cái ngôi làng này, ta gặp tên Bê Quý Thành. Hắn là một kẻ rất là lợi hại. Ta không làm gì được hắn cả. Ta rất là bực mình. Nên ta đã trú ngụ ở trên cái đỉnh núi này, tìm cách chế tạo một cái loại thuốc giúp ta có thể trở lên mạnh mẽ và trở thành một sát thủ cực kỳ lợi hại.
Và trong một lần, Tả đã gặp một tên Enderman. Hắn có sức mạnh biến hình, biến qua lại rất là lợi hại. Nên Tả đã cố gắng chế một loại thuốc giúp Tả có thể biến hình như thế. Tả có thể thống trị cả thế giới này, bắt cả thế giới này làm nô lệ cho Tả. Tả có thể giết tất cả mọi người mà mọi người không làm gì được Tả. Tả có thể biến từ chỗ này ra chỗ khác mà không ai làm gì được hết. Và hôm nay Tả đã chế tạo thành công lọ thuốc đó. Trên tay Tả đó, bây giờ chỉ cần Tả uống cái lọ thuốc đó vào, Tả lập tức sẽ biến thành một con Enderman, một người Enderman. Tả lúc đó sẽ không bị chết bởi bệnh sida nữa, mà lúc đó Tả sẽ luôn luôn được cười ha ha, vì đi giết người ta vui quá ha. Để Tả uống lọ thuốc đó nào. Các bạn đừng có nhìn, Tả uống đây. Các bạn thấy gì không? Lọ thuốc của Tả đã thành công rồi. Tả đã biến trở thành một con Enderman siêu to khổng lồ. Tả có thể sở hữu một cái sức mạnh mạnh hơn những con Enderman khác. Quả này mọi người trên cái thế giới này phải chịu quỳ gối trước Tả rồi. Tên Bê Quý Thành ơi, quả này ngươi cũng không phải là đối thủ của Tả. Tả sẽ xuống cái làng đấy giết sạch người dân. Tả sẽ chấp tên Bê Quý Thành làm bất cứ điều gì, hắn cũng sẽ không thể giết được Tả đâu. Xuống nhà tên Bê Quý Thành khiêu chiến thôi các bạn ơi. Xem sức mạnh của Tả nhá. Biến hình bù. Đó, biến một phát Tả dưới này luôn. Biến bù. Ừ, đây là cảnh slow motion Tả biến hình. Bù. Tả đã đến trước cửa nhà tên Bê Quý Thành rồi. Vẫn như ngày nào, ngôi nhà của hắn vẫn là ngôi nhà kim cương giàu nhất ở đây. Và đây là thằng em của hắn, thằng bé nốp ngu ngốc mà cứ đòi làm giám đốc. Tả khinh. Giờ tất cả mọi người ra đây đều không phải đối thủ của Tả. Thằng nhóc bé nốt kia lại đây Tả bảo. Sao nó dám bảo mình là thằng nhóc? Thằng to chứ không phải thằng nhóc. Đừng có gọi bé nốt là thằng nhóc. Người to quá ha, to đúng bằng cái móng tay của Tả. Ông nói cái gì mà ông là ai? Sao ông xấu trai? Người dài, cao như cái xào chọc chọc ớt đi. À, người dám bảo Tả cao như cái xào chọc ấy à hả? Thật cả bẩn. Người muốn Tả giết chết người không? Ngươi còn nhớ Tả là ai không? Tả chính là Bendy. Người mà lần trước đã đến đây đánh nhau với tên Bê Quý Thành nhưng Tả đã thua đó. Ôi dồi ôi, ông đánh nhau thua với anh Bê Quý Thành, xong bây giờ ông biến trở thành người này à? Ôi dồi ôi, thua anh Bê Quý Thành tức quá, bây giờ người bị điên xì như kiểu vừa chui từ trong bếp bị cháy ra các bạn ạ. Ngươi đừng có thấy thân hình Tả xấu quắc như này mà chê Tả. Bây giờ Tả đã sở hữu sức mạnh của Enderman. Tả có thể biến hình và Tả rất là lợi hại. Bây giờ Tả có thể chấp tên Bê Quý Thành dùng mọi cách. Tả đố hắn có thể tiêu diệt được Tả. Nếu hắn không có cách nào tiêu diệt được Tả, lúc đấy Tả mới giết hắn cho hắn chết một cách đau đớn. Ôi dồi ôi, thế ông lại khinh thường anh Bê Quý Thành quá rồi. Bê Quý Thành hơi bị lợi hại đấy. Ông lại còn chấp anh Bê Quý Thành tìm cách giết ông. Kiểu gì ông lại chết, cuộc sống ông chấm hết. Mọi người bảo ông ngu phết đây. Tả nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu. Nhìn đi, bây giờ Tả cao hơn cả ngươi. Tả rất là cao và Tả có sức mạnh biến hình. Không ai có thể giết được Tả hết. Trời ơi, ông này bị hâm là thần kinh các bạn ạ. Đánh không lại anh Bê Quý Thành, bây giờ ông bị ngáo rồi. Người hãy vào gọi tên Bê Quý Thành ra đây. Tả chấp hắn dùng mọi cách để giết Tả. Nếu hắn không giết được Tả thì Tả sẽ giết hắn. Lúc đấy Tả mới giết hắn để cho hắn chết trong một cách rất là bị sỉ nhục. Được rồi nha, ông đứng đấy nha, nó sẽ đi bảo anh Bê Quý Thành cho. Được rồi, căn bản Tả cũng không muốn giết người. Giết một thằng trẻ con làm Tả mất mặt lắm.
Ơi, có chuyện gì thế hả dân chơi? Anh Bé Quý Thành ơi, em không phải dân chơi. À đúng rồi các bạn, Bé Nốc không phải dân chơi, Bé Nốc chỉ là một thằng dở hơi thôi đúng không các bạn? Không phải là một thằng dở hơi đâu. Em đẹp trai. Lúc nào cũng nhận mình đẹp trai. Ok, Bé Nốc đẹp trai. À, rồi, thế có chuyện gì mà chạy sang đấy hớt ha hớt hải vậy? Anh Bé Quý Thành ơi, ở bên ngoài, tên Ben đi đã xuất hiện rồi. Ồ, là cái tên Ben đi hôm trước đến đây gạ đánh nhau với anh đúng không? Và bị anh đập cho sấp mặt rồi thì bỏ chạy khóc nhè về tính về bảo mẹ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay hắn trở nên to và thân hình giống con Enderman đó anh ạ. Người điên xì như than ấy. Ồ, có chuyện đó hả? Mới không gặp mấy hôm mà hắn đã biến dạng như vậy rồi hả? Em không biết, hắn bảo bây giờ hắn có sức mạnh của Enderman. Hắn chấp anh dùng mọi cách gì đố anh có thể tiêu diệt được hắn. Nếu anh không tiêu diệt được hắn, lúc đó hắn mới tiêu diệt anh, để cho anh chết trong bị sỉ nhục. Ôi dồi ôi, kinh ấy. Tên này dạo này xịn đít quá các bạn ạ. Hắn nghĩ mình không có cách gì tiêu diệt hắn, thậm chí mình chả cần ra tay luôn. Được, được rồi, nó ở trong nhà, thế hắn ở đâu? Hắn ở bên ngoài trước cửa nhà em ấy. Được rồi, đấy, em ở trong nhà nhá. Để anh ra. Tên này đúng xịn đít. Được rồi. Đã lâu mình chưa sử dụng mấy quả trứng này của mình. Mình sẽ tạo ra một đội quân người tuyết các bạn. Rồi. Xem cái tên đấy đó. Ui. Trời các bạn ơi. Mấy hôm không gặp mà sao hắn người hắn trở nên cao này. Lần trước gặp hắn chỉ cao bằng mình thôi, bây giờ hắn phải cao gấp mấy lần mình. Rồi. Ui. Tại sao hắn từ một người bình thường hắn lại biến thành một con Enderman này? Này tên kia, tên Betty đi. Tên Betty ngu si. Tên Bê Quý Thành, ta chổng mông vào mặt ngươi này. Trời ơi các bạn ơi, mọi hôm là mình toàn chổng mông vào mặt đứa khác, hôm nay có đứa chổng mông vào mặt mình. Ngươi chán sống à hả? Ngươi cứ tưởng ta là yếu như trước hả? Bây giờ ta đã có sức mạnh cực kỳ lợi hại rồi. Ta chấp ngươi, ta đố ngươi dùng cách gì có thể tiêu diệt được ta. Nếu ngươi không tiêu diệt được ta và đến khi ngươi hết cách, lúc đó ta mới cho ngươi chết một cách từ từ. Ta sẽ giết ngươi một cách đau đớn. Ờ, kinh rồi, được. Bây giờ ta sẽ dùng một cách là ta có thể tiêu diệt được ngươi rồi. Bây giờ ví dụ ta sẽ tạo ra một đội quân, thì ngươi có thể tiêu diệt cả đội quân đấy không? Một mình ngươi làm sao mà tiêu diệt cả đội quân? Cả một đội quân ta cũng không sợ, ta chấp hết. Wow, tên này dạo này chất chơi người dơ đấy các bạn. Hắn còn không sợ cả một đội quân của mình. Hắn đâu có biết đội quân của mình rất là mạnh. Được rồi, thế ngươi đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi thấy đội quân của ta như thế nào. Ta đi theo ta. Ngươi cứ đi trước đi, ta chỉ cần biến hình một phát là tới chỗ ngươi luôn. Ồ, quả nhiên là lợi hại. Không biết vì sao hắn lại có thể biến thành một con Enderman như vậy nhở. Enderman thì có sức mạnh biến hình các bạn ạ. Và có thể cầm bất cứ thứ gì, biến view một phát tới chỗ này rồi view phát tới chỗ khác. Kể ra hắn cũng lợi hại. Nếu mà hắn đánh tay không với mình thì may ra hắn còn có cơ hội thắng. Chứ bây giờ hắn bảo mình dùng cách gì tiêu diệt hắn thì hắn quá sai lầm rồi. Tên này quá bị bệnh sĩ rồi. Bệnh sĩ bao giờ chết trước bệnh tim các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một đội quân người tuyết của mình ở đây. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đấy, với 20 tên lính người tuyết các bạn ạ. Rồi, tên Enderman kia đâu rồi? À, tên Bendy chứ. Nhìn hắn trông giống Enderman quá, bây giờ mình cứ gọi hắn Enderman. Bendy xuất hiện đi. Ta đã xuất hiện rồi đây. Trời ơi, chỉ có dăm ba cái thằng người tuyết này thôi sao? Làm sao chúng nó có thể tiêu diệt được ta? Rồi, ngươi cứ sĩ đít đi. Có giỏi bây giờ ngươi đánh hết, chết hết chúng nó cho ta. Được rồi, ngươi hãy xem đây. Từng tên người tuyết sẽ bị ta vật ra đánh chết. Rồi các bạn ơi, chúng ta sắp được xem một trận đánh nhau cực kỳ là kinh điển rồi. Rồi mình chuẩn bị lên kia làm giám khảo rồi các bạn ạ. Mình tự nhiên hôm nay mình không phải tham gia vào chiến tranh các bạn ạ. Không phải đánh nhau hay là tiêu diệt ai hết. Vui phết các bạn, được làm giám khảo đấy. Lên đây, ngồi đứng xem. Wow. Vâng, các bạn đã được xem một trận đấu giữa Enderman khổng lồ và những người tuyết. Wow. Trời ơi, hắn quả nhiên là mạnh các bạn kìa. Đó, với khả năng biến hình. Ui. Ui trời ơi, người tuyết đang ra sức ném băng vào người tên Enderman. Ui, tên Enderman dùng tay đập một phát tên người tuyết bay lên trời. Ui. Enderman đang sử dụng chiêu biến hình của mình để dịch chuyển rất là nhanh.
Nhưng mà người tuyết thì cũng rất là lợi hại, ném rất nhiều cục tuyết vào, cục băng vào người tên Enderman. Ấy, ui, biến hình. Quả nhiên tên Enderman rất là lợi hại, có khả năng biến hình rất là nhanh. Khả năng biến đổi liên tục từ vị trí này qua vị trí khác để tiêu diệt hết người tuyết. Ui, hắn bốc cả hòn đất tính làm gì đây? Ui, tay hắn đã cầm 3 hòn đất. Ui, trời ơi, quả nhiên là lợi hại. Ui, hắn đang làm sao kia? À, không thể nào. Phải chăng hắn đã chết rồi? Hình như hắn chết rồi. Hắn chết rồi, hắn đã rơi ra 2 viên ngọc. Các bạn ơi, vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Mình tưởng tên Enderman khổng lồ thế nào, tên Bendy thế nào. Trời ơi, cuối cùng thì cũng chỉ vài tên người tuyết của mình đã đập chết hắn rồi. Thế mà mình phải bỏ ra tận 20 tên người tuyết làm gì nhỉ? Quả đấy chắc chỉ cần 10 tên là đập cho hắn không trượt phát nào rồi. Đấy, chết một phát bây giờ rơi ra 2 viên ngọc rồi. Đấy. Này thì sĩ đít, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Đấy, lần sau bớt sĩ đi nhá. Đấy. Kể cả nó đánh mình thì mình cũng có súng để tiêu diệt nó cơ. Bùm 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 bùm. Đấy, và thôi, có lẽ mình cũng sẽ dừng cái video tại đây các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đội quân người tuyết của mình lợi hại không? Nếu thấy lợi hại thì bình luận phía dưới video cho mình biết nha. Và cuối cùng là chào, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể đón xem thật nhiều video mới hơn từ mình. Mình tặng các bạn khẩu súng nè. Đó, bye bye.